Thưa quý vị và các bạn, khi cả giá rét của mùa đông dần tan biến, những nụ hoa hé nở, cây cối lại được khoác trên một chiếc áo xanh non quyến rũ, báo hiệu một mùa xuân mới đầy sức sống tươi vui đang tràn về. Năm mới đến, gắn liền với Tết, cái Tết cổ truyền của dân tộc. Đã bao đời nay, Tết trở thành một lễ hội nằm trong niềm mong đợi và không thể thiếu của dân tộc Việt Nam. Nhưng người con đất Việt dù đi đâu, ở đâu thì họ vẫn luôn hướng về cội nguồn. Tết là dịp để mọi người quây quần bên nhau, cùng trao cho nhau những lời chúc chân thành, ấm áp. Nên đặc trưng của ngày Tết thật giản dị và gần gũi với chúng ta biết bao. Đó là mùi thơm ngọt ngào của cả nếp trong chiếc bánh trưng xanh. Đó là mùi thơm nồng nàn từ các loài hoa đang nhu nhau khoe sắc, là những phong bao lì xì chứa chan tình cảm hay những câu đối đỏ thắm. Mọi người cùng thức đến từ phút giây đợi khoảnh khắc giao thừa để cùng quây quần bên nhau, bên vị ngọt cay của mít gừng. Còn điều gì thú vị hơn thế để tận hưởng những cảm giác ấm áp và cùng nguyện cầu một năm mới an lành, hạnh phúc.